cùng vào bài học, đó là tính tổng của một dãy số cách đều. Trước khi vào tổng của một dãy số cách đều, cô đưa ra phần ghi nhớ để các con lưu ý. Công thức tính tổng của một dãy cách đều. Tổng của một dãy cách đều thì được tính bằng công thức sau. Tổng thì sẽ bằng số lớn nhất của dãy cộng với số bé nhất của dãy. Được bao nhiêu, chúng ta nhân với số số hạ rồi chia cho 2. Như vậy, muốn tính tổng của một dãy số cách đều thì cô trò mình phải biết được điều gì? Đó là phải tìm được số lớn nhất này. Phải tìm được số bé nhất này. Và thường thì một số bài người ta sẽ cho hoặc là số lớn nhất, người ta cho mình đi tìm số bé nhất. Hoặc là có những bài người ta cho cả số lớn nhất, số bé nhất. Và chúng mình có sẵn số lớn nhất, số bé nhất rồi. Lúc bấy giờ các con phải đi tìm số số hạ. Có những bài thì người ta cho sẵn số số hạ, nhưng có những bài người ta chỉ cho số dãy số, cho số lớn nhất, số bé nhất, và mình phải đi tìm xem là dãy số ấy có bao nhiêu số số hạ. Sau khi được rồi thì chúng mình sẽ lấy tổng một số lớn, lấy số lớn nhất này cộng với số bé nhất này, được kết quả bao nhiêu ta nhân với số số hạ rồi ta chia tiếp cho 2. Các con sẽ tính được tổng của một dãy số cách đều. Cụ thể cô có ví dụ một dãy số cách đều thông thường, các con cùng xem nhé. Cô có ví dụ như sau. Tính tổng của dãy số. Đây, cô có ví dụ dãy số 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cộng 7 cộng 8 cộng 9. Các con thấy đây có đúng là một dãy số cách đều không? Đây chính là một dãy số tự nhiên đúng không nào?